trên thế giới này, cái quả địa cầu này, khi nào còn sự bất công thì con sẽ không thành Phật. À, con cứ đảo tới đảo lui, cũng giống như con sự bất công cũng giống như là, nó khó hơn bất công nó khó hơn, nhưng mà con bảo đảm khi Phật Di Lặc thực hiện thì sẽ có sự công bình, nghĩa là không còn có thể chế độc tài với các Marx Lenin, thì làm sao mà có những chuyện ăn cắp lá phiếu, làm sao có những chuyện đi chế vũ khí đạn dược làm gì nữa. Nước giàu ăn hiếp nước nghèo, nước mạnh ăn hiếp nước yếu, lấn Biển Đông rồi lấn Hoàng Sa, nghĩa là khi mà một cái thời đại vàng kim trong tương lai là bảo đảm sẽ có công bằng. Người nào không công bằng cũng y chang như Nga Xô thời nay, bị tẩy chay lập tức. Như Trung Cộng bây giờ thấy không, xưa mạnh như cái gì, mới có chớp nhoáng thôi bây giờ là nghèo. Hồi xưa thấy hàng hóa trong Costco nó bán 70-80% Made in China, bây giờ đâu còn nữa đâu. Từ một nước cực kỳ thu nhập income cao, kinh tế lên dù dù, mà giờ đâu còn gì nữa, tiêu hết. Đó là từ từ trả lại sự công bằng cho nhân loại. Nếu không công bằng, tại sao Nga đó nó nghĩ nó lấy thằng Ukraine dễ dàng, mà bây giờ đâu lấy được, đúng không? Nó muốn nuốt chửng Ukraine giống như rắn mà nuốt con chuột vậy đó, nuốt cái trứng vậy đó. Mà bây giờ á, ai thua mình thấy rõ đó, cái đó gọi là màu nhiệm, gọi là cơ trời á, là đi đúng. Sau này Biển Đông dậy sóng, Đài Loan á, cái chính sách mà tự do của Đài Loan á, thì cũng y như trong tiên tri nói là Đài Loan sẽ thắng Trung Quốc vậy đó, tức nghĩa là con chuột sẽ thắng con voi, cũng y vậy thôi. Rồi Trung Cộng chia 5-7, tại sao nó chia 5-7, là tự vì trong đó nè, những cái nước như Vân Nam hay là Quảng Châu hay là Hồng Kông, Tây Tạng, Tân Cương và những cái nước mà hiện bây giờ nó thành một khối á, tự động nó đòi độc lập, thì cái đó không chia 5-7 là gì, chỉ có mong như thế thì may ra mới Việt nó Nam sẽ như thế, chứ cần gì phải mong như thế, sẽ mới không bị đe dọa nữa. Chứ còn nếu mà nó liên kết lại, nó thống nhất lại là coi như Việt Nam mình cũng tiêu. Nếu không thì... như vậy, trong Sấm Cơ Sáu Quyển của Đức Thầy nói Việt Nam sẽ thành cường quốc, may ra tất cả nước trên thế giới sẽ về chậu Minh Vương rồi là sao, đúng không? Chẳng lẽ bây giờ ở bển có người nói Bắc Trọng là Minh Vương thì không lẽ đi quỳ với Bắc Trọng hả? Có người ở bên Việt Nam có clip nói Bắc Trọng là Minh Vương thì cũng đúng đi, ổng là vua đi, cho Bắc Trọng đang là vua thì thế giới đâu, bây giờ thế giới chưa có quỳ ổng mà. Nhưng mà trong Sấm Cơ Phật không gạt mình, Đức Thầy là Phật nha, Đại Ca Diếp là Phật rồi, Phật làm gì nói sai. Thì bây giờ để thử coi 18 nước có về quỳ lại Bắc Trọng không? Tôi cũng mong ơn trên phò hộ cho tới ngày đó. Không, mà trong mắt con thì coi như Bắc Trọng là vua rồi, ổng đốt ai thì ổng cưa, ổng đốt thảy vô lò thôi. Lò bây giờ tiếp tục ổng vẫn đốt và ổng vẫn lên trên ổng hiệu triệu, nghĩa là mình sẽ... Thầy cậy. Ai cũng có nghiệp quả thì Bắc Trọng xả nghiệp dùm cho họ, thì họ khỏi bị đầu trâu mặt ngựa kè đi. Mình trả nghiệp thế gian này nhiều khi nó sướng hơn trả nghiệp bên kia. Tại bên kia khi mà thần hồn, thần, cái thần thức của mình nó lìa khỏi xác ở trong cái nhà thương, phòng ICU, là nó sẽ có một cái luồng khói đen xoáy vậy nè. Mà khi cái luồng khói đen đó mà hút cái thần hồn mình vô, gia nhập vô, nó cũng như mình là một làn khói. Bác có ra ốc hiệu coi người ta thiêu xác không? Cái khói phật lên cái là mất luôn, phải không? Là nguyên cái 180 phao là cũng một cái phật khói, một nhóm khói thôi, bay chuyện chút cái mất tiêu, và con coi quả gì. Thì hút chi cái khói đen của cái hồn của mình nó còn ít hơn vậy nữa, nó quấn vô trong một cái xoáy xoáy đen nè, nhiều khi nó quấn vô hàng tỷ năm á, con người xuất ra không được cái làn khói đó. Muốn đầu thai thành con chuột thôi á, để mà có một chút không khí oxy thôi cũng không được, tại cái luồng khói đen nó không có ăn uống, nó không có cảm nhận, nó không, muốn cái gì cũng không được hết, nó bị cái lực của thiên ma hút vô vậy, là
chắc là vậy. Đó là nhập vô trong một cái đại linh khối của trường. Mà hôm nay còn xác phàm có thể mình thay đổi được cái đó. Cho nên con nói hoài à, con thấy nhiều người tiếc lắm. Còn chút xíu không quay về hướng đông bắc lấy hội thiên. Rồi cái tư tưởng của mình thay đổi một chút thì mình không có bị cái lò cái luồng khói xoáy đó nó hút đi. Dạ mưa hả? Ủa sao cái thời tiết này ngộ ha? Nó không có mưa. Bão ở dưới San Diego đó. Nhưng mà bầu trời trong vậy mà. Như Southern California bão. Coi thử cái weather. Bão nó ảnh hưởng đó, ảnh hưởng tới mình. Nghĩ cái này nè, rõ ràng nó nói là nắng mà. Thôi kệ, ngồi đây đi, khi nào mưa lớn mà. Mưa chút chút cho nó mát. Ở đây bữa nay có cảnh ngay chùa này, qua chạy giặt qua cái xóm xó kia trong góc núi. Từ nay sao mình sinh hoạt đây khỏi phải chạy lòng vòng, ai muốn lại Phật thì vô trọng lại. Trên bầu trời cả hàng vạn đứa nít nó cũng chung với chơi với nít mình. Hôm mấy vị thấy mình vui, mấy vị cũng vui. Một cái cảm ứng của mình cùng cái cảm ứng của các chư vị trên bầu trời. Ở dưới này mình sao là mấy vị hiểu hết. Đây có Phật Bà Ngâm mình cũng linh. Tượng nó có điện, ai khấn gì cũng được cái đó. Tại vì cái bàn tay thiên của vô hộ lập cho cái chùa này thì chư thiên theo hộ. Giống như mỗi chùa hay là gia đình người ta có tiền, người ta mua cái tượng về nhà hay là một cái am gì của họ đó để thờ, chưa chắc là có điện vô. Điện có nghĩa là Phật ngữ đó, họ phải lập bàn khấn xin tùm lum. Còn riêng cái tay của sư phụ á, chỉ cần lấy nước rửa cái tượng cho nó sạch, đừng có cái dấu tay của những người trưởng đã từng đụng vô thôi, thì tự động chư vị cho điển vô liền. Có mấy lần mấy ngày hộ pháp mà ở trong cái điện Phật á, tượng mấy vị đứng mà có màu xanh màu đỏ rồi đó, mỗi lần sư phụ đặt lên cái là chị nhảy vô đứng đó liền. Cái là giống như cái nhà của mấy ngày vậy. Mấy ngày có thể biến thân cả nhạn khắp tất cả các nơi. Con cũng muốn lắm, nhưng mà cái chủ yếu xưa Phật Thích Ca có dạy mình ở thời mạt pháp đó, hàng đệ tử cư sĩ, con thuộc dạng cư sĩ tại gia, hỡi ai mà làm lệ lạc cho quần xanh thì đó là đệ tử ta. Còn ai mà mặc áo vàng cạo tóc mà làm hư pháp của Phật, đó là con cháu của ma quỷ. Cho nên mình không có chấp mặc áo hay là không mặc áo, đọc tóc hay là không có tóc, miễn sao cái kết quả đó nó quan trọng. Con mở chùa con chứng kiến nhiều chuyện ở trong này vui lắm, mà nếu mà con kể chắc người ta cũng cười. Mấy ông thầy tu cả đời mà mấy ông bê đê ghen nhau quýnh lộn. Phải mà con đâu có nói chuyện nó làm gì, nó khổ cái quýnh lộn rồi sao mà cô tư của mình á, bà đọc kinh đây bà gọi, bà quản hồn bà gọi 911, cảnh sát tới thì chủ chùa phải ra xử. À đây nè, ngay đây à, nó có nữa. Rồi thêm cái ông thầy ở đây tu cũng từ nhỏ, cái con nhỏ em dâu, tại vì thường cái này như chùa nhà là xưa không thì mấy ông đi bác sĩ đi đâu thì mấy đứa nào rảnh thì cứ xẹt qua xẹt về á,
cứ làm ca sáng ca tối, đứa nào rảnh giờ nào tới đây cũng như chỗ này cũng như mình ghé rồi vậy đó, tập trung. Cái nó chở ông đi bác sĩ chở sao về về, cái đang lái xe cái để cái tay rảnh ở dưới này nè, thế mà lái một tay vậy đó, tưởng cái ông nắm tay nữa quảng hồn, còn còn ôm hôn nữa, nó ngừng chỗ quê quê nó đạp ổng rồi. Ông đi bộ về, ông đi bộ về đây có luôn. Nhưng mà hiện giờ ổng cũng đang nhãn pháp trên đài nhiều đó, cho nên bác mà nhắc mấy cái tên nãy là con thấy chỉ có cười. Người ta chỉ nhìn thấy hình ảnh với lời nói trên YouTube á, người ta không có hiểu. À, còn con cũng có hình ảnh trên YouTube, nhưng mà con cũng có thiệt ở đây đúng không? Mà con thấy đa số 100 người mà về núi mà kiếm con á, người ta thích thiệt hơn. Tại ngoài thiệt người ta thấy con dễ thương hơn nhiều, đẹp trai hơn nữa không? Không thì mấy bác tiểu bàng khác á, còn mấy ổng á, mà mấy bác mà gặp thiệt ở ngoài á hô quải lắm. Nãy có cái tên cái ông mà bác nhắc rồi đó, chẳng hay này, nhiều chỗ này nhiều lịch sử vui buồn lắm, thì bảy rảnh đây hết, bả đâu rồi? Mai á, bả cũng được 5 nút rưỡi, bả mà có 7-8 nút. Mà còn mi nhon chút mà trẻ trẻ chắc cũng không xong tới giờ này. Tôi nói về đạo và đời anh Kiệt. Thì không biết là tôi thấy anh nói nhiều quá có bị khẩu nghiệp không anh Kiệt? Con được phép mấy gì cho nói mà bác. À, cho nói hả? Con thường xuyên tiếp chuyện, có lúc con nói cơ hơi cao thì cơ trời là hơi thay đổi, là giống như con nói để mà cho cái vận mệnh của nước mình có sự chuẩn bị bớt chết chóc. Mà mỗi lần con nói thì bên thiên ma nó quảng hồn, nó nói con xuống đây nói là miên sang xâm lấn phải không, chung cộng với 5-7 không, cái nó chạy chảnh nó tâu với cha, tại vì nó cũng là con bớt trên, thôi xin giảm thời gian lại, tôi sẽ thay đổi đại khác mới như người đời mình, thì cơ bằng với mình bị chặn. Nhưng mà thật sự thì cái lòng của con cũng đã cứu được người chung cộng, cái đập Nam Hiệp Phong Bể là do con khởi, nhưng cái ngai xô bữa hổm không chiếm được thành Coes cũng là do con khởi. Nhưng mà thời nay á, khi xuất trần á, thì cha cho con là người giống như được sổ số, chứ bao nhiêu á, từ thời Notre Dame Venga tới Ấn Độ, bao nhiêu kinh điển của tất cả các tôn giáo họ đều nói tới ngày hôm nay là ngày tận thế. Nhưng mà tới giờ chót này thì phải có người đứng quay số để sổ chứ. Thì con là người xuất hiện để chứng minh tất cả kinh điển tôn giáo trên thế giới là có thật. Còn nói cái gì, khi nào con nói sai á mới khẩu nghiệp. Còn nói tiếng Trung là thì làm sao? Tôi cái lúc mà tôi ở Việt Nam tôi mới qua á. Nè con nói là chuyện Trump sẽ thắng, Cộng Hòa thắng, Chánh Nghĩa sẽ thắng. Khi nào mà con nói mà cái gì mà có hại cho người mà có lợi cho mình, con cũng đâu có ham danh gì trên mạng đâu mà con ấy. Chỉ là người truyền tin thôi, ở trên truyền xuống sao mình truyền lại thôi. Con biết gì đâu là tin tức. Mà bắt coi 3 năm trời nay, từ trước khi Covid cho tới bầu cử, rồi tới chiến tranh, rồi cho tới nạn tai trên thế giới, rồi cả những cái thời nay Biển Đông sắp dậy sóng, có gì không trúng đâu. Khi nào mình nói mà cái lòng người hoang mang, mà nó không có cái gì mà xảy ra đó, nó tào lao như kiểu mấy cái YouTuber kia, ông Trần Dần hay là ông Trần Quang Đại, tôi là Minh Dương rồi gì rồi. Tức là Cộng sản nó đặt ra những cái đó trước, để khi mà thứ thiệt xuất hiện á, làm cho lòng của con người giống như vậy nè, lỡ là họ biết trước, họ biết tiên tri, họ biết đại đức sấm cơ đức thầy đó là hàng mấy trăm năm đúng không? Họ biết thời nay thiên tử xuất hiện, bảo giang thiên tử xuất, câu này 500 năm rồi đúng không? Nó đâu phải mới đâu. Thì ở bên chính phủ của bọn họ biết trước, thì họ lập ra một đống kênh xưng là thiên tử này, thiên tử nọ. Ở ngoài đó nó có mười mấy người giả, mấy người đó mới là khẩu nghiệp á. Còn con làm á là bao nhiêu người
tâm được bình an và mình sống trốn chui trốn nhủi Covid ở trong nhà. Nhưng mà khi mấy vị kêu con lên an ủi, hồi xưa từ đầu mấy vị kêu con lên an ủi để cho người ta thấy được có một cái tương lai, còn hơn là mình không biết à, bữa nay giá xăng lên Covid không biết à, còn Covid gì nữa không, còn nó không nó vậy là xong, Omicron là vậy thông rồi đó. Rồi hiện giờ recession xăng lên, mai mốt có hết không? Sẽ hết, đảng Cộng Hòa lên thì hết xuống. Nghĩa là con nói trước để cho mình có cái lòng tin để mình vượt qua thì là tốt. Còn những cái thằng mà nó không biết nói gì mà nó xưng tầm lum mấy người đó mới khẩu nghiệp à. Còn con là bác nghĩ ơi, con độ được hàng mấy chục triệu người trên thế giới và những gì con nói là chúng gần 80-90%. Ở trên khen con mà. Mới đây cha cũng khen, mấy vị cũng khen con. Đức thầy á ngày hôm kia về con giỏi á, bữa giờ thầy thấy con á vì chúng sanh mà chịu khó ra ngồi nói chuyện, những cái gì mình đang làm mấy vị cũng đang đứng đây nè, những gì mà con nói là mấy vị nó nghe trước hết. Con đọc cơ sấm đọc thơ nữa là của mấy vị không, nhưng mà đã chẳng qua là con không có nói tên ở trong đó vị nào thôi. Khi nào mà đức thầy la, con cũng có bị la chứ không có, bị cha cũng la, thượng đế cha mẹ con mà, như bác cũng có cha mẹ thì bác bắt điện thoại, còn cha mẹ con là khi con khởi tâm á, là mẹ biết Phật mẫu chị trong gia đình rồi phụ đức thầy, không phải một thầy đâu nghe, nó qua thượng đế công nữa, ngài tổ sư Bồ Đề Đạt Ma cũng đang ở đây, đều là sư phụ của con mà. Khi nào mà mấy thầy mấy vị mà chỉnh con á, mà nói à con đừng có nói như vậy, con phải nói như vậy, con làm theo lệnh chứ con đâu có làm theo ý con, mà con bị khẩu nghiệp. Mấy vị cũng muốn cho nhân loại biết là mấy vị đang hiện hữu để lo cho mình. Mình cứ an tâm, mình cứ thay đổi về chót, ăn hiền ở lành, là mục đích của mấy vị cũng là như vậy thôi. Chẳng lẽ không lẽ giờ mấy vị phải hiện lên bầu trời khổng lồ nói chuyện bác có tin không? Còn bây giờ con nói chuyện qua điện thoại này, thân con cũng tướng cao cỡ như bác, nó dễ cảm thông hơn. Còn mấy vị mà ngồi đây mà với một cái làn khói đó, bác đâu có dám ngồi ngay trước mặt mà nghe đâu, bé đái buồn rồi, đúng không? Chạy không kịp nữa, đâu có chú ý đâu nghe. Cho nên con là cũng như cái để mà lược lại những cái đó. Nói chứ vậy không là làm để cho mình sợ, sợ là mình bị mấy gì bị tội làm sao. Phật mà, nên Phật nói qua con nói lại cho mọi người nghe, thì nhóm người ngày này nghe, nhưng mà trên mạng này sẽ có chừng 50-70 triệu người nghe trong tương lai. Khẩu nghiệp là khi nào mình làm gì á mà có lợi cho mình, còn con tao là làm có hại cho mình không, tốn tiền tốn hơi bị chửi, rồi nói tiền Việt Nam trở thành tiền giấy, bây giờ thành tiền giấy thiệt mà con nói trúng hết trơn. Rồi con nói sắp sửa thay triều đổi vị, đức thầy sẽ xuất hiện, còn Việt Nam cứ nghĩ là đức thầy chết queo rồi đâu có xuất hiện, con nói ổng sẽ xuất hiện á, 100% luôn, có ai dám nói vậy không? Mà con nói đâu phải là một cái kênh channel Ngô Tuấn Kiệt Official, cái con đi xó con làm kênh khác. Con còn có chùa ở đây nè, con còn có cái hãng 3-4 cái building vòng vòng đây nè, muốn kiếm con dễ ợt. Rồi nhà con đó nè, nhiều chỗ để kiếm để mà đổi chứng. Thiên Long Sơn khổng lồ, cho nên cái phần đó là để cho bề trên lo, bác lo tu tập đây là. Còn cái chuyện mà con bị, có lần con cũng bị phạt, tại lúc trước á, mình 5-10 năm trước á, thì cũng còn người nửa đời á, nhưng mà đại khái là mình xuống trần á, quên hết 9 tháng 10 ngày trong bụng làm sao nhớ. Thì bề trên dìu dắt, nhưng mà cái cơ thể con á, nó đặc biệt hơn người thường. Còn chỉ nói là cơ thể con đặc biệt người thường chút. Mỗi một vị thầy đọc kinh giỏi hay là ngồi thiền giỏi thì
mục đích cuối cùng của họ là muốn đạt được cái điểm, cái dòng hào quang của họ sáng hơn thôi. À, nhưng mà vị nào giỏi thì một dòng, hai dòng, ba dòng là giữ. Rồi đa số con vô chùa con nhìn thấy không có vị nào mà ít khi nào có nhiều dòng, một dòng không. Đó là coi như là với cặp mắt, cặp mắt anh đã hiện được cặp mắt thứ ba rồi. Cái đó còn không có nói ngay chỗ này nha. Nhưng mà tức là đại khái là cặp mắt trần của anh không còn là con mắt trần nữa. Anh chỉ biết được điều là thế giới này đó là đã tu tới mức nào rồi. Có thể gạt được, ai cũng có thể nói láo được, nhưng mà đừng nói láo với con dư thừa. À, con chỉ biết vậy thôi. À, mà cái đó nó cũng giống như đồ nghề thôi à, đâu có gì đâu. Giống như một cái dụng cụ thôi, nó không có đưa mình đến thoát luân hồi sanh tử. Thoát luân hồi sanh tử là do cái tâm mình thật sự buông bỏ. Nhìn gái cẳng cao mà không động lòng. Rồi nhìn... cái đó mới khó đó. Ở con làm được. Khó đó, khó đó. Cái đó khó đó. Thấy thấy gái đẹp mà không có rung động là tại nhà con có bà cẳng cao ấy, con nhìn biết con chán ra đường cũng vậy. Còn tiền á, mình nhìn tiền mà mình không có dính vào tiền. Lúc ừ, nào có tiền á, vậy là nghĩ, buông rồi đó, vậy là anh buông rồi đó. Nghĩ cái này mình xảy gì ta. Thường thường chứ hủ mà có tiền là nghĩ là mua đất với xây dựng không à. Cho nên mua gì cũng nghĩ cho cái quần chúng đông hết trơn, không có nghĩ cho cá nhân nữa. Cái con người bình thường á, là ai cũng như tôi bình thường thì tôi vẫn còn tham. Giống như con đeo đồng hồ này thì là của một cái group ở trong công ty con á, tụi nó mua. Nói giờ ở công ty anh là founder, tức là con là người sáng lập viên, giống như kiểu Steve Jobs là những nhà sáng lập viên trên thế giới vậy đó. Thì con đeo này nửa năm ba tháng cái con đưa lại tụi nó, cái đưa con cái khác đeo để chi phải không, để sau này nó làm cái phòng triển lãm không hả, chờ con chết nó làm phòng triển lãm để mà nó kéo khách hàng thêm. Trời ơi, nó có nhiều chuyện để nó đầu tư vô người con lắm. Đúng rồi. Giờ con đeo cũng phải là chuyện của con nữa, hỏi ủa cho này đâu vậy? lợi dụng mấy thằng nó lấy tiền mà nó mua nó trừ thế nó chịu đeo của anh. Tại vì khi mà nó vô cái hình này á thì mai mốt là nó làm cái phòng triển lãm. À, đủ đạo đời. Và ở đây là coi như là dàn thâu lẫn lộn, rồi coi như hạt với gà cái là lẫn lộn, khó phân biệt lắm. Phải có tinh mắt là anh nhìn được ông hòa thượng nào mà ông chân tu á, là ông nhìn cái người là ông biết là người này đã tu bao nhiêu kiếp rồi đó. Như mình trường hợp mình thấy như cái trường hợp mà tế công đó, ông tế công mà khi mà tới hòa thượng ông tu là ông biết ông này là tu còn cao hơn ông nữa. Mấy người kia tế công kia là tất cả những người mà thành Phật là chứng được A La Hán đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà hòa thượng tế công là giống như là coi tất cả các vị A La Hán. Ồ, ông liệt đấy. 18 tất cả những vị Phật là dưới hòa thượng tế công, do hòa thượng tế công cai quản. Ông nói thật. Khi mà ông vô cái chùa đó là coi như ông trụ trì ở đó, ông ra những là A La Hán là ở dưới cai quản bởi hòa thượng. Theo con biết là vậy. Ở cái thời nay và hai vị cũng giống như là ở phía tay phải thì Phật Di Lặc, tay trái là Hòa Thượng Tế Công. Ở cái thời này để mà lập cái thời hoàng kim mới này, hai vị đó là lo cho ở bên cạnh của cha đó. Ổng lên lộn của đời đó, ổng vô chùa không đó, là bên cạnh của Thượng Đế. Con đang nói về cõi trời, là bên tay phải hộ pháp rồi Phật Di Lặc, tay trái rồi Hòa Thượng Tế Công, là hai vị đó. Nhiều người trên mạng thì hỏi sao con mém gài như mình, mỗi một lần mình quay vậy là một cái clip đúng không, đâu phải rảnh đâu mà làm clip mà không tiếp xúc, không có tiếp mấy bà con á. Thì có những người ta ở xa tới thì lòng dạ nào mình không cho ta lên núi mà không gặp nữa thì đâu được, thì thôi sẵn để quay rồi nói chuyện vu vơ luôn, nói chuyện mênh mông thênh thang luôn, ai nghe được gì cứ nghe. Chứ là con rất là bận,
Còn với công việc của anh là nếu mà anh đã lo một cái bao nhiêu nhân viên ở hãng xưởng thì anh chỉ là coi tổng quát là cũng đỡ rồi, mà anh giao hết. Sự hãng là có cái ban bội nó lo hết. Đúng rồi. Con chỉ cần nhìn hàng số cộng số trừ được. Đúng rồi, đúng rồi, chỉ báo cáo cho anh, báo cáo đó, nó phát cho anh là trên chị. Mỗi tháng tụi nó đưa con vài triệu con đi mua đất cho làm đạo được. Con đâu có xài gì nhiều đâu. Thấy cái áo này á, mặc là phải bữa giờ cũng cỡ 6 tháng rồi á, mà chưa có dry clean. Con nói là thiệt, con cái màu áo đen thui đúng không? Thấy đen quá rồi đó, bắt đầu mới thôi mặc bữa nay nữa cho nó đi dry clean luôn. Chứ cứ mặc về cứ móc lên không à. Tôi có nghe những vị hòa thượng mà nói là những người mà chân tu đó thì coi như là họ trời lạnh không thấy lạnh, nó tự động nghĩa là cái thân nhiệt của họ tỏa nhiệt ra, không có bao nhiêu người là phải mặc áo ấm. Mà hỏi ông anh chị em có ngày có một bữa thôi